Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh đồ nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một số ít đồ nghề, anh em xem có cái gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng ha. Còn hàng nào mà anh em ngày hôm qua đặt thì ngày mai thứ hai mình sẽ gói hàng và mình gửi, tại vì chủ nhật thì bên bưu điện họ sẽ nghỉ làm. Rồi, đầu tiên mã số 1 đây là một cái sạc bình. Cái sạc bình 12V và 6V. Đây, anh em sẽ thấy ha, cái con này là nguyên zin. Con này của hãng Celta. Thì cái này nó có chế độ kích bình nha anh em. Kích bình là khi mà anh em hết á thì anh em sẽ cắm cái này trực tiếp vào và đề luôn, chứ không cần phải, nhưng mà nó chỉ cho là dưới 35A. Là ví dụ như cái nguồn đề của anh em mà nó dưới 35A thì được, trên thì nó sẽ đứt cầu chì. Cầu chì là cái này. Cầu chì nó chỉ full cho 50A thôi, nó sẽ đứt cầu chì chứ nó không có hư hại. Ở đây là cái rò le tự ngắt. Khi mà quá anh em sạc bình mà nó quá, đây là chế độ sạc và kích bình. Sạc là trên, kích bình là dưới ha. Đây là nguồn 6 và 12V. Đây là thông số của nó, con này nguyên zin. Điện 100V, nguồn sạc là DC 6 hoặc 12. Sạc là bình thường là 10A và kích là 35A. Ha, con này chỉ có cháy cầu chì thôi, chỉ đứt cầu chì thôi chứ không mấy. Thì bây giờ mình sẽ sạc, cuối clip mình sẽ test cái kích cho anh em. Còn bây giờ mình chỉ kích test cái nguồn sạc thôi. Đây, đầu tiên thì anh em sẽ bật cái này lên. Đây, để mình bật cái công tắc. Đầu tiên thì anh em sẽ bật cái này lên. Đó, thì cái nguồn sạc nó ở đây. Kích và sạc đây, và đây là công tắc hẹn giờ. Cái này nó bắt buộc anh em sẽ hẹn giờ ở đây nha, chứ nó không có cho anh em về off này là nó sẽ không có chạy. Anh em phải hẹn giờ. Đó. Thì nó sẽ từ từ nó trả. Và khi mà anh em hẹn giờ, anh em nghe vào sẽ thấy một cái tiếng giống như là tích tắc ở đây. Đây là cầu chì và đây là nguồn sạc. Đó, cái này đang hoạt động rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ đo cái nguồn cho anh em. Đây, để mình cắm vào cái bình cái đã. Mình sẽ cắm vào cái bình ắc quy. Đây, rồi. Thì mình sẽ đo cái thông số này cho anh em. Thì đây, nó đang sạc ha. Nó đang sạc cái nguồn ra là 12V, thì nó ở cái ngưỡng 14, là nó tương đương một cái sạc của xe Honda, nhưng mà nó sẽ sạc nhanh hơn khi mà anh em tình trạng hết bình, rất là ổn định. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt về cái chế độ tắt cái này. Khi mà anh em tắt cái chế độ về off này nè, chế độ hẹn giờ thì nó sẽ không có lên nguồn sạc nha anh em, tại vì nó bắt buộc mình phải hẹn giờ, giống như là để bảo vệ cái quá trình mà mình. Đó, còn đây là cái bình. Còn khi mà mình gạt qua cái chế độ này nè, sạc nè, thì nó sẽ nhảy lên, nó sẽ tự động nó nhảy lên. Đó. Nó bảo vệ mình rất là tốt. Cuối clip mình sẽ test cái vấn đề mà kích bình cho anh em nào chưa hiểu. Nhưng mà mình lưu ý mình chỉ kích cái bình dưới 35A thôi nha anh em. Cái nguồn á, nếu mà hơn nó sẽ đứt cầu chì chứ nó không gây hư hại. Và cái sạc này mình bán với giá là 1,5 triệu. Ha, 1,5 triệu. Lần trước mình cũng có bán mấy cái rồi. Rồi, tiếp theo mã số 2 là một cái gì ta, cái khoang Taro Hitachi. Cái này thì hôm bữa có nhiều anh em hỏi mình, từ để mình lấy cái đầu mũi khoang cái đã. Có nhiều anh em hỏi mình là cái này nó hoạt động như thế nào, thì bây giờ mình sẽ nói rõ lại luôn. Cái này là cái khoang Taro, cái tua nó rất là chậm, điện 100V, công suất là từ 0 cho tới 60 cho tới 330 vòng một phút, công suất là 285W, và đây có điều tốc. Thì nó sẽ hoạt động như thế nào thì bây giờ mình sẽ test cho anh em. Đây,
anh em sẽ nhìn cái thanh sắt này ha. Hiện tại trên thanh sắt này mình có khoan hai lỗ. Đây. Khoan hai lỗ, một lỗ là 6 ly và một lỗ 5 ly rưỡi và một lỗ là 8 ly. Đó, hiện tại anh em sẽ thấy là nó chưa có răng taro ha, nó chưa có taro. Đó, bây giờ mình sẽ kê lên của mình taro. Đây. Bây giờ mình sẽ kê lên và mình taro. Đây, đầu tiên là mình sẽ lấy cái mũi 6. Mũi 6 trước đi. Khi mà anh em taro, anh em sẽ ấn xuống nha. Bây giờ anh em nhìn thấy thì nó sẽ chạy trái. Đó, anh em sẽ thấy nó chạy trái. Bây giờ mình sẽ taro. Khi mà mình taro, mình sẽ ấn nó xuống, nó sẽ tự nó chạy phải. Rồi. Xong. Và bây giờ mình sẽ thử mũi 8. Anh em chỉ cần ấn xuống cái là nó chạy phải thôi chứ anh em chỉ cần nhẹ ra cái là nó tự nó chạy về thôi, chứ mình không cần phải làm gì hết. Taro mà, cái này rất là hay. Cái bộ nhông của nó hàng Trung Quốc nó không thể nhái được, tại vì thứ nhất là cái bộ nhông nó phức tạp, cái thứ hai là nếu mà nó nhái thì nó sẽ không hoạt, hàng nhái thì nó làm giả không được, giống như mấy cây khoan, nó cái bộ nhông này nó không giống mấy cây khoan, nên là hàng Trung Quốc nó không làm giả được. Nếu mà nó nhái thì phức tạp, giá thành nó cao nên nó sẽ không cạnh tranh được với những cái máy Nhật. Đó, bây giờ mũi 8 ly. Cái này là mình vặn chưa có chắc ha, nên là mình sẽ vặn chắc lại cho nó chạy xuống cho nó ngọt. Anh em chỉ cần nhóm lên cái là nó sẽ chạ về. Rồi. Thì đây, mình sẽ lấy hai con ốc mình vặn vô thử cho anh em xem. Đầu tiên là con ốc 6 ly. Đây, con ốc 6 ly. Đây, vặn qua rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đó. Và đây là con ốc 8 ly. Đó, mình chỉ cần vặn tay thôi là cũng qua được rồi. Thì đây là một cái máy taro. Máy taro. Nếu mà anh em nào là bên ngành sắt á, mà có bận công chuyện nhiều phải taro á, thì nó sẽ hay. Cái này nó chống gãy mũi, nó nhẹ nhàng, anh em chỉ cần nhớm cái nó quay ngược thôi, chứ nó không có anh em dùng khoan để taro thì khi mà cái vòng tua của khoan nó hỗn, đó, anh em sẽ không có hãm được. Nên cái máy này nó sinh ra là để taro. Đó, vặn qua rất là nhẹ nhàng nha anh em. Thì cái này mình bán với giá là 1,3 triệu. Cái này mình bán rất là nhiều máy này rồi. Đó. Cái con này thì giá nó là 1,3 triệu. Nhông hoạt động hoàn hảo, không rơ không lắc nha. Đó. Cái này anh em có thể mình kẹp sai, anh em có thể kẹp nó xuống như vậy nó mới đúng nè. Mình kẹp sai. Cái này thì mình chỉ bán máy không kèm mũi taro nha anh em. Đó, hoạt động hoàn hảo, rất là đẹp. Cái máy này nhiều người không biết sẽ tưởng nó chạy sai, nhưng mà thật sự khi mà anh em ấn bình thường nó chạy trái, ấn xuống nó mới chạy phải. Thì cái này nó liên quan tới cái ngành cơ khí. Anh em nào mà làm bên ngành sắt, ngành khoan gì kia thì sẽ cần cái máy này. Rồi, giá của nó là 1,3 triệu. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ở đây là một cái hộp linh tinh, cái hộp đựng đồ của Nhật, bên ngoài thì rất là xấu, của hãng Toyo, mình chỉ biết nó của Nhật thôi ha. Bên ngoài nè, tình trạng nè, xét rẹt xấu đó, móp
nhưng mà bên trong nó lại là một cái câu chuyện khác. Thì cái hộp này nó có đường kính là chiều dài là 20 nè, chiều dài là 20, chiều ngang là 20, chiều dài là 36, chiều cao là 5 cm. Thì cái này nó có hay là bên trong là nó sẽ phân chia ra theo ngăn. Đây, mỗi ngăn ở đây nó có một cái nó bị bể ha, nó bị nứt. Mình lấy ví dụ là tại sao cái này nó hay. Ví dụ mình để con ốc này là ốc 5 ly đi, 5 ly nè, 4 ly nè, 3 ly, 2 ly luôn. Thì mình sẽ phân chia ra và khi mình sử dụng á, mình sẽ lấy cái này ra được để mình làm việc nó thuận tiện. Chứ mình khi mà mình đổ chung như vậy nó rất là khó. Nguyên một hộp anh em đổ chung là nó rất là khó. Hoặc là anh em cũng có thể để tắc kê, mũi vít này kia. Khi mà anh em sử dụng ở đây nó có một cái vách chia, anh em chia ra. Đó, thì cái này anh em sẽ để được nhiều đồ nhỏ. Đó, ví dụ như anh em lấy con ốc 5 ly, có con ốc 5 ly, 6 ly, 4 ly, tùy theo anh em muốn để cái gì anh em để. Nhưng mà nó là thích hợp cho anh em để đồ nhỏ và linh kiện lung tung. Cái này khi mà anh em để cái mút này nó sẽ ốp chặt vào, nó không có làm chạy tới chạy lui. Đó, nó ốp chặt vào, nó không có, nó không có làm chạy qua chạy lại ha, nó không có chạy qua chạy lại. Thì cái hộp này nó xấu nhưng mà mình bán giá 300. Nó có công việc, nó tùy theo cái người cần. Khóa miết đàng hoàng. Đó, không kèm đồ ở trong nha anh em, không kèm ốc mình thả vào để minh họa cho anh em. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây gác cần câu. Anh em có thể hình dung ra cây gác cần câu ha. Cây này tăng đơ được rất là ngon. Đây, mình ví dụ giá này là 800 ngàn, 100% inox, 100% inox nha anh em. Đó, thì cây này nó sẽ là để tăng đơ. Ví dụ như chiều dài của nó đi, cây này không hít 500, chiều dài của nó đây là 32. Cái này thì tăng đơ ra được tối đa là cao được khoảng 17. Cái này bằng thép rất là dày, bằng inox. Đây, stainless, thép 18.8. Cái này thì anh em sẽ tăng đơ được nha. Ví dụ như anh em muốn tăng đơ này, anh em tháo cái này ra và anh em sẽ kéo dài ra được. Mình chưa biết nó dài bao nhiêu nhưng mà mình biết là nó tăng đơ được. Để mình gá vào đây đỡ cái đã. Tại vì ốc 100% nó inox nha, không có ốc sắt nào. Anh em bóp cái này thì anh em sẽ tăng đơ lên nè. Bóp cái này thì anh em sẽ tăng đơ lên được. Cái này nó dành cho anh em đi bên đồ câu. Đó, ví dụ như anh em bóp, anh em muốn tăng đơ xuống dưới này thì anh em chỉ cần bóp, anh em kéo. Cái này tại vì mình chưa quen lắm. Rồi, tăng đơ tới đây là hết. Thì nó sẽ dài là khoảng dài tối đa là khoảng 41. Đó, và đây là anh em sẽ gắn cái này vô lại. Rất là dày nha anh em, nặng khoảng 1,5 kg, 100% inox nên là rất là mắc. Cái chân này anh em nó cũng tăng đơ lên được luôn. Đây, ví dụ như anh em để nó ép cái này lên nó không đủ tới thì anh em sẽ dùng cái này để anh em tăng đơ lên. Cái này nó của anh em bên ngành đi câu nha anh em. Đó, và anh em sẽ siết nó theo cái cử của anh em. Còn anh em muốn tăng cái này lên cũng được, ngã ra và kéo nó lên. Thì cái này có giá là 800, full inox. Rồi, cái này đúng ra nó gắn ở ngoài để khi mà anh em tăng đơ nó không phải tháo con ốc nào hết. Dụng cụ gác cần câu giá 800. Rồi, tiếp theo mã số 5, mã số 6. Mã số 5, mã số 6 là một cái cây, hai cái cây xịt nước. Một là của hãng Takagi,
ha, mình đã test hết là không có kính, là kính hơi không có xì. Thì ở đây là nó sẽ vào ống là 10 ống 21, ống nhựa dẻo 21. Còn cây này thì nó sẽ vô được ống 21 và ống lớn hơn. Đó, cây này của hãng Kakuda, tất cả đều bằng đồng thau, trừ cái phần sắt này là bằng ấy, còn lại bằng đồng thau. Thì hai cây này nó hơi xấu. Xấu nhưng mà nó hoạt động tốt. Đó, mình bán hai cây này là mỗi cây là 300. Thì khi mà anh em mua hai cây này, mình sẽ tặng kèm theo cho anh em một cái cây cây này. Cây này thì lúc mà mình thử của hãng Toyot, của Made in Taiwan, thì khi mà mình thử thì nó sẽ hơi xì nước ở cái đầu này. Nên là khi mà anh em mua hai cây này để sử dụng, mình tặng luôn kèm cái cây này cho anh em, là coi như 600 ba cây, y như ngoài bãi thôi, giá bằng y như mình mua vậy đó ha. Nói chung là cái này toàn bộ bằng đồng thau hết, chỉ có cái phần cán tay cầm này là bằng sắt để nó tăng cái độ cứng đó. Thì mã số 5, số 6 anh em mua hai tặng theo cái cây, nó hơi rỉ nước ở cái đầu này nha anh em, nó không kín lắm đó. Anh em sẽ nhìn ba cái, hai cây này cỡ lớn, còn cây tặng kèm nó cỡ nhỏ đây. Rồi, mã số 5, số 6 xong ha. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một cái cây, cây gì ta? Cây mở ốc. Cây này mở ốc nhỏ nhất là chắc phải 15, phải 20, mở ốc nhỏ nhất là 20. Đây, cây này của hãng Hit, có chiều dài tổng tối đa là 27. Khi mà thu gọn vào nó chiều dài 27 và nó mở ốc nhỏ nhất là 20. Thì khi mà anh em mở bằng cái này á, anh em tăng ra anh em mở, thì khi nó sẽ khác mọi lít răng cái là nó không bị bám vào cái dấu ốc nha. Nó là mở ốc lục giác, ốc sáu cạnh mà ốc cỡ lớn á, nhiều con ốc bên ngành nước này kia anh em cần, anh em không thể dùng mọi lít răng được, tại vì nhiều khi nó bằng nhựa bằng này kia, anh em kê mọi lít răng vào thì nó sẽ bị cứng đó. Cái này thì của hãng Hit Deluxe, rất là đẹp, sao băng chưa có tì vết luôn đó. Nó dùng để mở ốc ốc sáu cạnh à, anh em sẽ thấy nó chưa có tì vết đó, rất là đẹp. Đây thì khi mà anh em mở ra tối đa nó sẽ dài khoảng chỉ 60 quá, hơn 60, nhưng mà mình lấy 60 cho nó chẳng đó. Cây này có giá là 350.000 mỏ lết, mở ốc lục giác. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một cái cân của Nhật. Cân này đời cổ rất là đẹp, cân này 10 kg. Cân này 10 kg ha, cân này cực kỳ chính xác luôn. Đó, thì bây giờ tại vì cái cân này thì mình đã test rồi, nó rất là chính xác, thì bây giờ mình sẽ thử lại cho anh em. Đây. Ha, mình sẽ thử lại cho anh em. Đây nó cũng hơi khó nên là mình không có thử được. Nói chung là cân này mình bao chính xác ha. Mình có một cái cân điện tử thì mình đã thử nó chính xác là 9 với 10 với cân này, nó rất là hay. Nên là nếu mà anh em mà nói cân này cân sai thì mình sẽ bồi thường tiền gấp 3 lần, gấp 4 lần đi cho nó tròn 1 triệu. Anh em nào có thể giao dịch tại nhà mình á thì có thể test tại trực tiếp luôn. Tại vì mình có cân tiểu ly ha, chứ mình không có chỉnh cháo gì ở đây hết á. Hoạt động rất là ok. Giá là 250.000. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 giá 200 là một cái cây bấm, bấm số của Nhật. Đây, của hãng Plus Japan. Nhiều anh em hỏi mình đẹp hay không thì anh em nhìn trên hình nè. Đó, bằng inox rất là đẹp. Bấm rất là gọn. Ví dụ như anh em treo đây, anh em bấm. Đây, bấm số rất là gọn gàng nha anh em. Nghe tiếng nó rất là hay. Chứ nó không có lỏng lẻo như hàng Việt Nam anh em mua 50. Đây. Đó. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đó. Và anh em lên cái tiếng nghe rất là thanh. Giá của nó là 200. Còn anh em nào mà sợ nó mắc quá thì có thể mua hàng Trung Quốc xài đỡ, tại vì hàng Trung Quốc thì xài nó ọp ẹp lắm. Đó, bấm cực kỳ chính xác luôn nha. Giá là 200.000. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cái kèn hơi của Italy. Giá là 600. Đây. Kèn này là Made in Italy. Kèn này sử dụng hơi khí nén.
đó anh em có thể làm công xưởng này kia thì có thể tăng chỉnh lớn nhỏ nó ở cái này. Ví dụ như anh em muốn lớn anh em vặn qua đây, còn anh em muốn nhỏ thì anh em vặn về bên này. Đó, Made in Italy cả hai luôn, rất là lớn. Thì cuối clip mình sẽ test cho anh em. Anh em có thể tách ra hai cái độc lập, tại vì nó chỉ là chia hơi bình thường thôi. Đó, có chiều dài à. Cây này nó kèn hơi nha anh em, kèn mà hay xài trên xe tải á, anh em có thể chế thành gì thì tùy. Chiều dài tối đa là 18 và cây bên này nhỏ hơn thì chiều dài tối đa là 17 đường kính này. Cái này anh em thử, nếu mà có trẻ em nhà thì không nên thử nha, tại vì là người lớn như mình á, khi mà anh em thổi cái màn nhĩ mình nó rung rinh luôn á, nó ngứa luôn á. Đó, rất là lớn. Giá là 600 ngàn cho cặp kèn hơi Italy. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 ở đây là một cái sửa lưỡi cưa ha. Hoạt động tốt. Sửa lưỡi cưa. Đó, hoạt động bình thường hoàn hảo, các cử chỉnh đầy đủ. Đây, giá là 250 ngàn. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 là một cái thước đo xéo của hãng Sinhua. Đây, thước đo xéo của hãng Sinhua, hiệu con chim cánh cụt. Còn rất là đẹp, vuông vức. Đo xéo 45 độ và một cái cây lấy cử. Cây lấy cử này thì chiều dài đó là nó chỉ có chiều dài là 18 cm. Cây lấy cử này thì giá nó với cái này là 250 cho một cái cặp này. Thì ví dụ như cây lấy cử anh em muốn lấy một cái cử nhanh á, anh em mình ví dụ nha, mình lấy cái góc 45 độ này đi, thì mình sẽ bẻ nó theo cho nó đúng cái với cái này, rồi mình sẽ siết chặt nó lại và mình chạy qua bên kia, mình sẽ kẻ theo đúng cái của nó, thì anh em sẽ lấy được cái cử nhanh. Anh em nào lên ngành mộc, ngành sắt thì có thể xử lý, có thể biết cái món này nó cần. Giá là 250 ngàn. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 giá 400 ngàn, là một cây đèn pin đội đầu. Cây đèn pin đội đầu của Nhật. Cây đèn pin này rất là nhỏ, đội đầu nó chung nó vừa đầu tất cả luôn mọi người luôn. Ở đây thì có cái nút mà rút, ví dụ như anh em mà muốn rút cái cỡ đầu bự của mình hoặc là nhỏ thì anh em sẽ rút ở đây. Ở đây nó bị cứng một dấu do hàng đè nè, tới đây là nhỏ nhất. Thì khi mà anh em đeo á, mình như mình vẫn hay nói là cái đèn pin xịn á thì nó ăn rất là ít pin và nó rất là sáng. Đây, anh em sẽ nhìn cái đường kính này, nó chỉ có hơn lóng tay của mình thôi. Và anh em sẽ nhìn con chip LED nè. Cái LED xịn của hãng Gen tốt thì nó sáng và nó rất là ít hao pin. Còn anh em nào muốn hàng rẻ Trung Quốc á, thì có thể ra mua. Anh em nhìn thấy con chip LED không? Chỉ một chút xíu thôi. Đây là cái đầu que đồng hồ của mình. Đó, mình ví dụ thôi. Thì anh em sẽ thấy cái con chip LED nó rất là nhỏ nha. Đó, cái đầu que đo kim đồng hồ của mình với con chip LED. Cái hàng xịn lúc nào nó cũng sẽ khác biệt. Còn anh em mà mua cái hàng Trung Quốc á, nó hao pin với lại nó sáng mờ, sáng đục. Sáng một thời gian thì nó sẽ bị tối. Đây, cái này thì nó sẽ xài hai cái viên pin. Một cái viên pin con ó bình thường. Đây, pin này thì mình sẽ không kèm cho anh em, tại vì pin này, cục pin này của mình là pin sạc 100 mấy ngàn một cục. Đó, anh em chỉ cần cắm vào. Ví dụ như anh em đây, mình sẽ đeo thử cho anh em. Ở đây nó có kính lúp nữa nha anh em. Kính lúp khi mà ví dụ như anh em muốn coi cái gì, làm đồ nhỏ này kia, nó sẽ phóng to ra ngay cái tầm mắt của anh em luôn. Đó, cái đèn pin này rất là độc. Mình ví dụ anh em không xài, anh em gá lên. Đây, mình ví dụ ha, không biết anh em có thấy cái đầu mình không. Khi mà mình hạ xuống nè. Đó, mình làm việc ở cái môi trường nó mình cần sửa đồng hồ hay gì thì mình sẽ soi cái đồ vào đây và mình hạ cái kính lúp xuống. Đó, mình hạ kính lúp xuống và mình soi thì mình sẽ thấy được cái đồ nó lớn. Cái đèn pin này rất là sáng. Đây là mình đang bật ánh sáng đó. Anh em sẽ thấy ánh sáng phòng. Nó chiếu một cái tia rất là... Cái chip LED này rất là sáng nha anh em. Nếu mà anh em đi đêm anh em sẽ thấy cái độ sáng khủng khiếp của nó. Mình không có dốc hay quảng cáo rồi mình bán được hàng. Nói chung là anh em lại nhà giao dịch trực tiếp với mình thì sẽ thấy. Đó. Đây nó có 3 chế độ. Sáng nè. Nó sẽ chuyển qua sáng mờ. Đó, sáng mờ. Và chớp nhấp nháy.
Đây, để mình bật lại. Đó, nó sẽ chớp. Đây, mình bật lại từ đầu ha. Sáng mạnh nè. Sáng mờ. Và chớp nhấp nháy. Nó rất là sáng nha anh em. Nên là nhiều khi anh em coi qua ảnh không có ấy được. Còn đây là kính lúp. Đó, anh em sẽ nhìn cái kính lúp ở đây. Để mình đó, anh em thấy cái kính lúp không? Nó phóng to ra rất là to. Đó, đây nè. Đó, thì cái này có giá là 400 ngàn. Tại vì đợt trước mình có bán một cái thì anh em nào mà chơi mắc chơi rẻ gì đó, xong kêu người ta bán có 150, mình tại sao bán 300, 400. Mình nói thiệt luôn là anh em nhìn cái đèn nhiều khi người ta bán họ cũng giống như người ta, ai mà hỏi tới ổ đèn đội đầu anh mua nhiêu vậy? Kêu mua 400 cho mắc vậy, ngoài thị trường bán có 30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn gì đó. Nhưng mà cầm hai cái khác biệt nhau, mặc dù nhiều khi giống, nhưng mà cái chip LED nó lớn hơn hoặc là nhỏ hơn. Còn chip LED này rất là nhỏ ha, rất là độc. Con này nhiều khi bán rồi chưa tìm thấy được con thứ hai. Giá của nó là 400. Tiếp theo mã số 14 là một cái đèn kẹp. Đèn kẹp ngủ á, thì ở đây nó là một cái này để anh em kẹp vào rất là cứng cáp. Con này là made in China luôn. Made in China. Con này không có khi nào con xuất Nhật hết, rất của hãng Yazawa. Cái này ở bên trong bằng sứ nè, rất là cứng cáp nha anh em, chứ nó không lỏng lẻo giống hàng Việt Nam. Đó, bên ngoài là sứ. Cái tia rất là sáng. Chứ nó không lỏng lẻo như hàng Việt Nam đâu. Anh em về kẹp bàn treo tường này kia, siết chặt con ốc này lại cái là anh em xoay theo ý của anh em. Nó siết chặt lại xíu là nó sẽ không có lúc lắc nữa. Cái này mình bán giá là 300, rất là đẹp. Đó, chóa nè, bên ngoài nè. Anh em kẹp ở dây này, dây trong suốt có công tắc luôn nha anh em. Đó, công tắc thì nó sẽ tiện hơn. Cái này thì xài 110, 120, 120 dụng được. Anh em ra ngoài tiệm điện kêu bán cho cái bóng đèn LED đuôi E27 là họ bán cho về cắm điện 220 xài vô tư. Rồi, tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là một cái mỏ hàng Haco, điện 100V, công suất là 30W. Cái này thì thích hợp cho anh em nào mà hàng điện tử, hàng đồ nhỏ, hàng điện gia dụng á. Cái này rất là nóng. Nó khoảng tầm 200 độ vậy đó. Nói chung nó nhẹ điện. Cái thứ hai là nó nóng, nó đủ chạy chì. Nó không quá nóng khi mà anh em hàng đồ điện bình thường. Tại vì nếu mà anh em xài cái khoảng 100W này kia thì khi mà anh em hàng một cái số mạch điện tử nó sẽ bị chạy, tại vì nó nóng quá. Đó, thì cái này nó có cái công việc của nó, có chỉ có 30W thôi. Giá là 180 ngàn. Dây zin còn rất là đẹp, điện 100V nha anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test cái nào cho anh em. Cái sạc bình, mình sẽ test cái sạc bình với cái mình sẽ test cái sạc bình với cái kèn hơi cho anh em. Test cái chế độ kích bình. Rồi, anh em chịu khó đón theo dõi. Bây giờ mình sẽ test cái còi nha anh em. Nói chung là anh em nói thì nó hơi kêu hơi lớn, nên là anh em không nên thử ở nhà khi mà có con nít, tại vì nó làm rung cái màn dữ luôn á. Mình chỉ bóp 1-2 cái thôi nha. Rồi. Nó rất là ồn. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái sạc bình ắc quy qua đây nè. Rồi, mình sẽ cắm điện ha. Đây, và cái bình này thì mình đây xe máy nè em chị vô, mình đã tháo cái bình này ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ cặp vào để mà khi mà lên cái chế độ kích á. Đây, còn đây là chìa khóa. Mình tháo bình ra rồi nha anh em, tháo bình nó quy ra rồi. Ở trong này là nó sẽ không có bình. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bật sang cái chế độ là sạc kích chứ. Đây. Rồi. Đó, khi mà mình kích nè. Đó, anh em nhìn trong này là mình không có có ấy nha. Không có bình ắc quy. Bây giờ mình kích. Đó, thì cái nguồn nó kích rất là lớn. Là xe máy là vô tư. Khi mà kích xong thì mình đi, tại vì nó chưa có bình à, nên là anh em sẽ thấy nó bị giật cái đèn.
Rồi. Rồi để anh tắt đi. Khi mà anh tắt mở lên nè thì nó sẽ không có đèn tín hiệu. Đây khi mà em mở chìa khóa nè, không có đèn tín hiệu ha. Đó, thì mình sẽ dùng cái này để kích. Khi mà anh em mà hết bình á, kích 35 đứng xa xa là sẽ quay luôn nè. Thì anh em kích á thì anh em gạt cái này xuống cái chế độ kích nè. Anh em bật công tắc và anh em bấm đề máy thôi. Đây. Và anh em bấm đề máy. Đó. Thì nó có như vậy thôi. Rồi. Thì cái này nó đang hoạt động tốt nha anh em. Giá bán của nó là 1.500.000 dành cho kích cái bình dưới 35 ampere. Rồi, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.